Những tộc người tiền sử bí ẩn. Phần 2. Người vùng núi Ramapo nằm cách thành phố New York 30 dặm bên trong sa mạc Appalachia của bang New Jersey, tồn tại một nhóm dân cư bí ẩn được gọi là người vùng núi Ramapo. Một số mô tả họ như những người du mục thuần chủng. Một số khác nhấn mạnh rằng họ là những người bạch tạng bị vứt bỏ bởi một gánh xiếc. Cuối năm 2015, mọi người vẫn tuyên bố rằng những người da trắng gác sơn là thổ dân da đỏ, nô lệ trốn thoát, lính đánh thuê Hessian và gái mại dâm Tây Ấn. Thực tế họ là những người da đỏ Ramapo lên nạp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!